sáng ngày 5 tháng 4 năm 2024 tại xóm Nen 1, xã Thanh Hối. Hội nông dân tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ban Quản lý chương trình hỗ trợ rừng và trang trại, gọi tắt là FFF, Trung ương Hội nông dân Việt Nam, Hội nông dân huyện Tân Lạc tổ chức lễ phát động trồng rừng gỗ lớn, hưởng ứng chiến dịch truyền thông về trồng rừng và phục hồi rừng, giảm nhẹ khí nhà kính. Sự buổi lễ có các đồng chí Mai Bắc Mỹ, giám đốc chương trình hỗ trợ rừng và trang trại Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Lâm, phó trưởng ban thường trực Ban dân vận tỉnh ủy Hòa Bình, đồng chí Bùi Đức Biên, phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đồng chí Quách Cao Sơn, phó bí thư thường trực huyện ủy Tân Lạc. Phát biểu hưởng ứng buổi lễ, đồng chí Bùi Đức Biên, phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh nhấn mạnh, thông qua chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò của rừng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của từng địa phương, tiếp tục có chính sách hỗ trợ về vốn, kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân tham gia trồng rừng gỗ lớn, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Nhân dịp này, nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ rừng và trang trại thuộc Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã hỗ trợ cho xã Thanh Hối và xã Đồng Lai, huyện Tân Lạc 1 vạn cây keo trên 700 cây hủ hương, rổi, lát, sao đen. Được biết, từ chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Hội nông dân tỉnh đã phối hợp hỗ trợ trồng 54,8 hecta rừng cho các hộ hội viên nông dân trên địa bàn các huyện, thành phố tham gia xây dựng các mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, duy trì 31 mô hình trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn toàn tỉnh. Sau lễ phát động, các đồng chí đại biểu và hội viên nông dân đã tham gia trồng cây tại điểm trồng rừng của xóm Nen 1, xã Thanh Hối và xóm Đồi Bưng, xã Đồng Lai, huyện Tân Lạc.